Hi mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các loại gấu bông capybara bên shop mình cho mọi người cùng xem nhá. Đầu tiên là những loại mini nhỏ như vậy nè. Đây là loại ôm banh màu hồng. Tiếp theo là loại màu nâu mặc áo nha, rất dễ thương. Có loại này nữa nè, đội nón nè. Những loại này thì có giá từ 65k thôi. Đây có loại ôm củ cải nè, đội trái cam nè. Rồi có thêm loại đeo tay nữa nha mọi người. Đây dễ thương không? Có thêm màu nâu nữa nha mọi người. Đây vòng tay đeo màu nâu nè. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu gấu bông capybara đeo ba lô rùa nha. Đây là hàng Việt Nam nè. Còn đây là hàng Trung Quốc nhập nè. Còn con màu nhập thì nó sẽ đẹp hơn đúng không? Màu nó sẽ đậm hơn, đẹp hơn. Giá nó sẽ cao hơn một xíu so với hàng Việt Nam nha. Tiếp theo shop có thêm loại gấu capybara rùa nón trái cam nè. Khoảng tầm 40cm nha. Tiếp theo là loại capybara đội nón gấu dâu. Hoặc là capybara đội nón hình trái dâu luôn. Rất dễ thương đúng không? Có thể mở ra được cái nón nè mọi người. Đó. Xong rồi chúng ta gài lại. Ngoài ra bên mình có thêm ba lô nữa nha mọi người. Đây mọi người thấy chưa? Thấy dễ thương ha. Chúng ta có thể mở dây ra. Ba lô khá rộng nha mọi người. Có thể đựng được những đồ lặt vặt linh tinh như là điện thoại, ví tiền ha. Đây, đeo như thế này. Thấy dễ thương chưa? Qua loại màu hồng này mọi người. Loại màu hồng này là loại nhập nha, mặc áo hoặc là bộ đồ bóng chày luôn. Rất là dễ thương, hàng nhập nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây là con to hơn nè. Thấy dễ thương chưa? Đây là cái con nhỏ nha. Con nhỏ này mình bán 190 nè. Còn con lớn này mình bán tầm 200 mấy á. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng nhập luôn nha mọi người. Mềm mịn luôn. Còn đây là hàng Việt Nam luôn. Có hàng Việt Nam nha. Cái mũi nó thì kéo ra rút vào rất là nhanh. Nó không có cái máy rút. Để mình lấy cho con màu hồng có máy rút cho mọi người xem. Đây con màu hồng có máy rút màu hồng nha mọi người. Con này là 30cm nha. Mọi người thấy cái mũi nó rút vào không? Nó có cái máy rung rung và nó sẽ chạy vào chậm chậm nha mọi người. So với cái loại Việt Nam thì nó sẽ cái mũi nó rút vào nhanh hơn. Ngoài những loại tầm cỡ 25-30cm á thì shop mình còn có loại to hơn nha mọi người. Ví dụ như con này là 50cm này. Có con gà rút vào nè. Có loại 50cm mà rút mũi nữa. Và đây là một con to hơn, là tầm 60cm nha mọi người. Con này là hàng nhập luôn, có máy rút mũi luôn. Và to hơn 60cm á, là con này. Con này là 80cm. 80cm nha mọi người. Rất là to luôn. Để mình đo thực tế cho mọi người xem nè. 2, 4, 6, 8 nha. 80cm luôn á mọi người. Hàng rất là mềm mịn luôn. Có máy rút mũi luôn nè. Rung luôn. Xe nhỏ này có màu hồng nữa nha mọi người. Còn các bạn vừa xem xong các loại có bông capybara bên shop nhà mình nha. Các bạn có nhu cầu mua thì có thể đến shop cherry của mình ở Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai ha. Còn nếu bạn nào mà ở xa muốn mua online thì có thể bấm vào được các đường link ở phần mô tả. Shop có để Shopee hoặc là TikTok á, mọi người có thể bấm vào đó để đặt hàng nha. Và nếu các bạn thích thì bấm cho mình một lượt like, một lượt subscribe nha mọi người. Rồi ok, bye bye mọi người. Chào.